Châu, em tới đây được không? Ngọc say quá rồi. Ngọc đâu ạ? Ngọc say quá, anh đưa đến phòng riêng nghỉ rồi. Phòng riêng á? Phòng riêng ở đâu? Ngay trên đây thôi. Lát anh đưa em đi. Anh đưa em đi luôn đi. Lát nữa em đến rồi uống với anh đi rượu. Chúc mừng sinh nhật anh. Em nhớ sinh nhật anh qua lâu rồi mà. Qua lâu rồi, nhưng mà trước em không đến, coi như nợ. Hôm nay em lái xe không uống được đâu. Để mặt anh chút đi. Sinh nhật anh mà. Lát nữa anh sẽ đưa em và Ngọc về, được chưa? Anh, chúc anh mọi điều như ý. Chắc chắn rồi, cảm ơn em. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Ngọc ở trong này, em vào đi. Ngọc ơi. Ngọc. Ngọc đâu? Ngọc đây. Làm cái trò gì đấy? Làm gì đâu em. Ngọc cứu ra. Ngọc cứu ra. Ngọc ra. Cái này cứu em. Việc à? Hỏng lòng thế nào? Cả clip đây này. Nhưng mà đang đêm nó tỉnh dậy, nó cào còn đau quá. Thế là tốt rồi. Bố không giả vờ quan tâm con một câu được. Tao đang rất muốn biết cái bộ mặt của con mụ đấy sau khi biết sự tình. Ngày xưa nó tìm bằng được chứng cớ của tao với Hồng Hoa để khống chế. Bây giờ với cái clip này, thử xem nó còn vênh váo được đến đâu. Nhiệm vụ này cứ phải từ từ. Bi kịch ấy là phải biết tung ra đúng thời điểm, và đặc biệt là phải đúng lúc người ta đau khổ nhất. Nhưng mà con thấy con Châu nó cứng lắm đấy. Nó mà báo công an thì mà vỡ mặt. Thế nên ấy, đúng lúc nó ngủ ấy, con nó phải xóa hết tin nhắn này, cuộc gọi điện của con với nó này. Yên tâm đi, nó có cứng đến đâu thì cũng vẫn sợ mất mặt. Nhất là mẹ nó và ông nó lại càng sợ. Mày có biết tại sao hầu hết những vụ hiếp dâm đều không bị tố cáo không? Bởi vì so với cái việc tìm lại công bằng, người ta vẫn sợ điều tiếng hơn.